Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tọa đàm với chủ đề Nhiều cách làm hay sáng tạo của Công an Tây Ninh trong học tập và làm theo Bác. Chương trình được phát sóng trên kênh TTV11, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị khán giả, qua sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổng kết thực hiện chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào, công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. Công an Tây Ninh đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin được mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an Tây Ninh. Trân trọng giới thiệu Đại úy Lâm Thế Trường, cán bộ Ban Thanh niên Công an Tây Ninh. Vị khách mời thứ ba xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, trưởng Công an huyện Gò Dầu. Lời đầu tiên thì Cẩm Tú xin được thay mặt ban biên tập chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian để tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì Cẩm Tú xin được gửi đến Đại úy Lâm Thế Trường, cán bộ Ban Thanh niên Công an Tây Ninh. Thưa Đại úy, được biết là mô hình chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hình thức để thực hiện kết luận số 01 cũng như là chỉ thị số 04 rất mới. Vậy thì từ đâu mà Ban Thanh niên Công an Tây Ninh đã có những ý tưởng để chúng ta xây dựng nên chuyên mục này, thưa Đại úy? Nói về ý tưởng thì thứ nhất là nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là cụ thể hóa kế hoạch số 48 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời là nhiều phong trào tập và làm theo Bác được Trung ương Đoàn phát động rộng rãi từ Trung ương đến các địa phương, đặc biệt là chú trọng đến sự đổi mới đa dạng về hình thức tuyên truyền. Và trong thực tiễn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tại địa phương và đơn vị thì cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của các hình thức tuyên truyền. Thì với những lý do đó, tuổi trẻ công an tỉnh cũng mong muốn có sự đổi mới trong cách tiếp cận, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và nâng cao hiệu quả giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thì qua quá trình nghiên cứu, học tập được nhiều từ những đơn vị chuyên môn, thì tuổi trẻ công an tỉnh cũng đã xây dựng được chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên mục đầu tiên là được thực hiện vào tháng 5 năm 2021, triển khai thí điểm trong các tổ chức đoàn, và qua triển khai thì nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy Công an tỉnh và được nâng cấp, triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ của công an tỉnh. Đây là một điều tự hào của tuổi trẻ công an tỉnh. Về phương thức thực hiện thì tổ biên tập sẽ cụ thể hóa mẫu chuyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành các video phóng sự và tuyên truyền đăng tải trên các trang mạng xã hội của công an tỉnh. Thì sau đó sẽ triển khai đến các chi bộ, đảng bộ, công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố để chia sẻ chuyên mục được đăng tải về trên từ trang fanpage Facebook An Ninh Tây Ninh về trang fanpage Facebook của đơn vị mình, và đồng thời chỉ đạo 100% đảng viên trong đảng bộ xem chuyên mục và trình bày lại nội dung trong các cuộc họp chi bộ định kỳ, và tiếp tục chỉ đạo 100% đảng viên, cán bộ, quần chúng trong đơn vị like, share video về trang mạng cá nhân nhằm tuyên truyền sâu rộng trên mạng xã hội. Dạ vâng, một hình thức rất là hiện đại và cũng như là đang có những cái tín hiệu rất là tốt. Thưa Đại úy, ngoài chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì hiện tại Ban Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh đã có những chuyên mục nào khác và những cái mục đích mà chúng ta hướng đến của những chuyên mục đó là như thế nào, thưa Đại úy? Hiện tại thì ngoài chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì Ban Thanh niên hiện nay đang tham mưu thực hiện mô hình kỷ yếu điện tử phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và mô hình pha loãng thông tin xấu đọc trên mạng xã hội Facebook. Về mục đích hướng đến thì từng mô hình sẽ có những nội dung mục đích hướng đến khác nhau. Thì cụ thể thì đối với mô hình chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa trình bày với các bạn thì hướng đến việc là đổi mới cách tiếp cận, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và nhằm triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân để học tập làm theo Bác. Về mô hình kỷ yếu điện tử phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì được triển khai với mục đích
là hệ thống hóa những thành tựu nổi bật trong hoạt động điều hành của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, những cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt, tập thể hoặc cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thì từ đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có thể dễ dàng tra cứu, học tập và lưu trữ về mô hình pha loãng thông tin xấu, đọc trên mạng xã hội Facebook là nhằm tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh pha loãng các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện tốt các mặt công tác truyền thông, gia tăng tần suất các thông tin tích cực cũng như các trang mạng xã hội tích cực để lấn át những cái thông tin tiêu cực, hướng đến làm chủ trận địa truyền thông và củng cố tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với lực lượng công an nhân dân. Dạ vâng ạ. Qua những chia sẻ của Đại úy Lâm Thế Trường thì chúng ta có thể thấy rằng là ban thanh niên của Công an tỉnh Tây Ninh cũng đang thực hiện khá là nhiều những mô hình. Thì thưa Đại úy, theo Đại úy thì đâu sẽ là mô hình khó nhất và vì sao chúng ta lại gặp những khó khăn trong cái mô hình đó ạ? Thực tế thực hiện thì tất cả các mô hình đều có cái khó. Tuy nhiên, ban thanh niên hiện nay đang quan tâm đến mô hình pha loãng thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook. Đây là mô hình có thể nói là khó làm nhất, bởi vì mô hình này là hướng đến rộng rãi quần chúng nhân dân. Do vậy thì cần lượng truy cập rất là lớn trong các trang mạng xã hội, trong các tin bài pha loãng thông tin xấu độc. Để đạt được việc thu hút rộng rãi quần chúng nhân dân thì và các đoàn viên thanh niên thì các trang tin bài viết cần có sự đầu tư về chất lượng nội dung, đồng thời là phải cập nhật thường xuyên và đa dạng trên các lĩnh vực. Các hình thức đăng tải mới như là đăng tải hình ảnh, infographic, phóng sự, video ngắn. Thì do vậy mô hình này cần đầu tư khối lượng lớn về nhân lực, thời gian và công nghệ, đồng thời là phải duy trì thường xuyên và đổi mới liên tục. Thì có như vậy thì mới thu hút được đông đảo là đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân đúng với tinh thần đề ra của mô hình. Thì qua quá trình triển khai thì đơn vị cũng đã có rút kinh nghiệm và có những biện pháp để khắc phục những khó khăn này và phát triển mô hình theo đúng lộ trình. Thì cụ thể thì nòng cốt thực hiện mô hình là thành viên của câu lạc bộ lý luận trẻ của thanh niên công an tỉnh, đầu tư thu hút thêm các bạn trẻ trong và ngoài ngành thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên để nâng cao số lượng, đa dạng hóa các tin bài viết, nhưng mà vẫn đảm bảo kiểm soát được nội dung theo đúng định hướng của Đảng, nhà nước và của ngành. Vì vậy thì thời gian qua mô hình vẫn đang được triển khai hiệu quả và phát triển nhân rộng trong thanh niên công an tỉnh. Dạ vâng, thưa Đại úy, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ban thanh niên công an tỉnh Tây Ninh cũng là đã và đang thực hiện rất là nhiều những mô hình. Thì theo như Đại úy đánh giá thì những mô hình đó của chúng ta đạt được mức độ như thế nào và cũng như là những tác động của các mô hình đó ra sao đối với chiến sĩ công an Tây Ninh nói chung và ban thanh niên của chúng ta nói riêng ạ? Thì hiện tại thì các mô hình đã và đang được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Cái mô hình kỷ yếu điện tử phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình pha loãng thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook đạt được những hiệu quả khả quan theo mục tiêu đặt ra. Riêng mô hình chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì không chỉ đạt mục tiêu mà còn được ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá rất cao, công nhận đây là mô hình mới năm 2021, được Đoàn Thanh niên Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ công an trong nhiệm kỳ 2017 và 2022. Các mô hình thì được triển khai đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, góp phần là giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có sự chuyển biến tích cực trong học tập, công tác, rèn luyện của mỗi cá nhân, và đã có nhiều tấm gương là sau khi học tập các mô hình đã không ngại hy sinh cống hiến, điển hình như liệt sĩ Trần Văn Lành, đồng chí Lê Quỳnh Nhật Minh đều là những tấm gương sáng trong lực lượng công an Tây Ninh, hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hành động đẹp, cư xử nhân văn của cán bộ chiến sĩ trẻ được người dân khen ngợi, ghi hình và lan tỏa rộng rãi. Thì đối với ban thanh niên thì các mô hình là sản phẩm tâm huyết của tuổi trẻ công an tỉnh, thì do vậy các mô hình không chỉ là niềm tự hào của ban thanh niên mà còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể đơn vị và mỗi cá nhân
đối với việc tự học tập, rèn luyện và làm theo Bác, cổ vũ cho tư duy sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Vâng, xin được cảm ơn đại úy ạ. Thưa quý vị, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, thì công tác tham mưu đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy thời gian qua, phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an Tây Ninh đã phát huy vai trò công tác tham mưu cho Ban Giám đốc trong triển khai việc thực hiện Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy như thế nào? Câu hỏi này thì Cẩm Tú xin được dành cho Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an Tây Ninh. Thì trong thời gian qua, đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong Công an tỉnh, bám sát cái nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, tham mưu thực hiện tốt chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Thì chúng tôi đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo 100% công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng các cái nghị quyết, chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua đó thì nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào. Thì cũng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định, quy định về xét phân loại phong trào Công an Nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy trong Công an tỉnh hàng tháng, thì qua đó sẽ đánh giá được cái kết quả học tập và rèn luyện của các tập thể, cán bộ chiến sĩ, đảm bảo đúng với lại mức phấn đấu và rèn luyện của cá nhân và tập thể, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhiều tháng phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó thì cũng làm cái động lực để thúc đẩy cái phong trào ngày càng phát triển. Triển khai và duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên mục online về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng. Thì đơn vị chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức rất là nhiều đợt sinh hoạt chính trị, như là nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu, thi thuyết trình, rồi tuyên dương, rồi báo công dân Bác, nhằm mà đa dạng hóa các cái hình thức, biện pháp để thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Thì qua đó thì cũng được Bộ Công an và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá rất là cao. Thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, huyện, thành phố, thì trong những năm qua hầu hết cán bộ chiến sĩ đều có những cái chuyển biến rõ nét về ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết, rồi tác phong, văn hóa ứng xử, và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm được nâng lên rõ rệt. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và rèn luyện. Dạ vâng. Thưa Thượng tá, là hiện tại thì Công an Tây Ninh của chúng ta cũng đang thực hiện rất là nhiều mô hình trong cái việc là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thế thì theo Thượng tá có thể chia sẻ thêm là những cái điều mới trong những cái cách làm mà chúng ta đang thực hiện đó là gì, và cũng như là những tác động của các cách làm mới đó đến với chiến sĩ Công an Tây Ninh cụ thể ra sao ạ? Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, qua đó thì nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Thì qua theo dõi có rất là nhiều mô hình, sáng kiến mới, những cái cách làm hay được các đơn vị nghiên cứu, triển khai phù hợp với định hướng của đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và nhận được sự hưởng ứng sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Điển hình như là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì có thực hiện mô hình mỗi tháng một nội dung hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Rồi Công an huyện Tân Biên thì triển khai thực hiện mô hình cán bộ đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm, làm theo gương Bác. Hàng tháng thì tổ chức biểu dương các cái tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện tại các cái lễ chào cờ hàng tháng. Rồi phòng kỹ thuật hình sự cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với cái phương châm là kịp thời,
chính xác, tỉ mỉ, khách quan, khoa học, không bỏ sót dấu vết, tuân thủ đúng quy trình khám nghiệm. Rồi phòng hậu cần thì quán triệt thực hiện phương châm là hậu cần chủ động, hậu cần đảm bảo. Riêng thanh niên của công an tỉnh thì thực hiện mô hình như nãy đồng chí Trường đã chia sẻ là pha loãng thông tin xấu, độc trên mạng xã hội Facebook. Qua đó thì góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, thù địch là những cái mô hình cách làm hay nổi bật của công an tỉnh trong thời gian vừa qua. Thì những cái mô hình cách làm mới đó không chỉ góp phần làm lan tỏa phong trào, nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập theo Bác, còn khuyến khích giáo dục cán bộ chiến sĩ tự học tập, tự tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức phong cách của người, mà còn có ý nghĩa là cổ vũ cho phong trào sáng kiến, sáng tạo mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đưa phong trào ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng trong không chỉ trong lực lượng công an tỉnh mà còn trong quần chúng nhân dân. Phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí đồng đội, tận tụy trong công việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng từ đó thì xuất hiện rất là nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều đơn vị đã phấn đấu vươn lên, có điển hình là đơn vị từ đạt cái đơn vị tiên tiến lên cờ thi đua của Bộ Công an như là phòng cảnh sát cơ động, rồi có nhiều đơn vị thì nhiều năm liền được cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ như là phòng tham mưu của Công an tỉnh cũng đã 5 năm liền đạt cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Thưa đồng chí, là theo đồng chí thì những yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện phong trào là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng như là nâng cao chất lượng của phong trào công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ạ? Thì để mang lại hiệu quả cao trong cái quá trình học tập và làm theo Bác, cái yếu tố nhận thức của mọi người là yếu tố quyết định. Bởi vì nếu tất cả mọi người đều có ý thức tự học tập và làm theo Bác, tự trau dồi đạo đức, lối sống, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu, thì như vậy mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thực sự là một đảng viên cách mạng. Lúc đó một tập thể không có người vi phạm, không có đảng viên suy thoái, tập thể sẽ đoàn kết và vững mạnh. Đây sẽ là cái nguồn động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của mỗi người và cho tập thể. Lúc đó thì mọi nhiệm vụ dù có khó khăn đến mấy thì cũng sẽ hoàn thành tốt. Do vậy trong thời gian tới, phòng công tác đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh theo hướng là nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác. Cụ thể có một số nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất là đẩy mạnh việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích xây dựng các cái mô hình, chương trình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện phong cách người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thứ hai là kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo Bác, với việc xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trên tất cả mọi lĩnh vực công tác. Thì cấp ủy và chỉ huy công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố cũng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức cho tất cả cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình thực hiện tốt các cái chuẩn mực đạo đức đã đề ra, thực hiện tốt phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần thực hiện tốt nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới mà chúng ta đang triển khai, thực hiện trong toàn đảng bộ công an tỉnh. Thứ ba là nêu cao cái trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu. Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của mình. Bốn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn liền với công tác khen thưởng,
Cụ thể là đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có được các cái thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Các cái mô hình, sáng kiến, cách làm hay đạt hiệu quả, được lan tỏa, nhân rộng. Đặc biệt là chú trọng cái ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, mạng Internet để tuyên truyền các cái nội dung học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đẩy mạnh các cái mô hình tuyên truyền trên mạng xã hội như mô hình chuyên mục online, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các cái infographic tuyên truyền lời dạy của Bác, tuyên truyền bằng hình ảnh, video clip, phóng sự, các clip ngắn về các cái gương tập thể, cá nhân điển hình, những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an Tây Ninh trong quá trình mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Thứ năm là mỗi cán bộ chiến sĩ từ tỉnh đến công an xã, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức được đầy đủ, sâu sắc về cái ý nghĩa, giá trị, danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân là lòng tự trọng, cương trực, kiên quyết, đấu tranh với cái ác, cái xấu, tránh xa những cái cám dỗ vật chất, hết lòng, hết sức và sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Thực hiện tốt lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Lời dạy của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Vâng ạ, còn về phía ban thanh niên thì có những dự định ra sao trong thời gian tới để việc học tập cũng như là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thực sự là đạt hiệu quả? Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thực sự đạt hiệu quả thì Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng có một số phương hướng trọng tâm cụ thể. Thứ nhất là triển khai các mặt công tác thanh niên và công tác chuyên môn cần thực hiện theo đúng định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc của Công an tỉnh, Ban Thanh niên Công an nhân dân và của các đoàn cấp trên, gắn việc thực hiện công tác thanh niên, công tác chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình trong các tổ chức trong và ngoài lực lượng, phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa, thu hút rộng rãi. Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích thanh niên trong công an tỉnh đào sâu, nghiên cứu, đề ra những mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác, giải pháp mới trong các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Thì với những phương hướng trọng tâm như trên, tôi tin tưởng việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới của đoàn viên thanh niên công an tỉnh sẽ đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí ạ. Thưa quý vị khán giả, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì công tác vận động để các đối tượng truy nã đầu thú luôn được lực lượng công an Tây Ninh coi trọng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thời gian qua, Công an huyện Gò Dầu có cách làm hay trong tổ chức thực hiện các biện pháp xác minh, truy bắt, vận động được nhiều đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm trở về địa phương đầu thú. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Gò Dầu đã vận động 5 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Trong đó, đã vận động 1 đối tượng truy nã bàn giao cho đơn vị công an ngoài tỉnh có lệnh truy nã trốn ở địa phương khác. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gò Dầu đã nghiên cứu kỹ về đối tượng, có kỹ năng thuyết phục, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Trong công tác mà vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là một công tác hết sức khó khăn. Khi mà một cán bộ đến vận động trực tiếp gia đình thì phải giải thích quyền và nghĩa vụ, tính chất hành vi, mức độ phạm tội của cái đối tượng bị truy nã. Sau đó được sự ủng hộ của gia đình và cùng chung tay vận động kêu gọi cái số con em để ra đầu thú.
anh NMT ngụ huyện Gò Dầu vừa vận động cháu trai của mình là Nguyễn Minh Luân, sinh năm 2003, ngụ khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, đến công an huyện Gò Dầu đầu thú vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 sau hơn một năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Cái lúc mà em nhận được bên anh công an huyện cho được cái tờ đơn là kêu gọi về đầu thú là có nhiều cái khoản mục mà khi người mà gây án về đầu thú có nhiều cái khoản là giảm nhẹ án nhiều. Cho nên em đã quyết định là cũng ráng tìm nhiều cách để liên lạc với bé Lưng, đặng ấy vận động cho bé nó về. Theo điều tra, ngày 3 tháng 3 năm 2022, tại ấp Cây Xoài, xã Thành Phước, huyện Gò Dầu, đối tượng Nguyễn Minh Luân cùng với nhiều thanh niên chưa rõ nhân thân, lai lịch, cầm hung khí chém anh Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1992, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, gây thương tích là 28%, và anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1991, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, bị thương tích là 7%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng bị can Luân đã bỏ trốn. Ngày 6 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã. Sau khi gây án, Luân sợ bị bắt nên bỏ trốn đến các địa phương khác. Được sự động viên từ Công an huyện Gò Dầu và gia đình, Luân đã đến đầu thú. Trong quá trình phạm tội thì sợ thì em bỏ trốn. Khi em bỏ trốn thì em đi làm ở nhiều nơi. Nghe công an huyện Gò Dầu gửi tờ đơn để về đầu thú được, để được giảm án thì về làm lại cuộc đời không trốn nhu trốn nhủi nữa, sẽ được giống như bao người thường hơn. Từ việc vận động giải thích pháp luật đối với gia đình đối tượng truy nã Nguyễn Minh Luân, Công an huyện Gò Dầu còn vận động thành công đối tượng Lại Thị Ngọc Trầm, sinh năm 1997, ngụ huyện Bến Cầu, đã trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã đến đầu thú ngày 6 tháng 9 năm 2023. Sau 11 tháng bỏ địa phương, bôn ba đến thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, làm mướn, nhưng cùng với sự vận động của gia đình, Công an huyện Gò Dầu, Trầm đến đầu thú và thừa nhận hành vi của mình. Dạ, em vi phạm là mua bán trái phép chất ma túy ạ. Sau đó em bỏ trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trốn thì có các cán bộ công an Gò Dầu lên gia đình để vận động cho em về đầu thú để được khoan hồng của pháp luật. Và sau đó người nhà em có khuyên em với lại vận động em về đầu thú. Dạ, em thấy mình trốn như vậy thì cuộc sống khó khăn, không được tự do. Với lại em cũng còn trẻ, em muốn về sớm để làm lại cuộc đời, để lo cho gia đình và con em. Tham mưu cho Liên ngành Tư pháp huyện Gò Dầu ban hành cái thư kêu gọi đầu thú để kêu gọi số đối tượng truy nã có quyết định truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng pháp luật. Đối với số đối tượng truy nã ít nghiêm trọng thì tham mưu cho Liên ngành Tư pháp huyện Gò Dầu là số đối tượng này nếu ra đầu thú sẽ được tại ngoại trong quá trình điều tra. Khi truy tố xét xử thì được tòa án dân huyện Gò Dầu xét xử tình tiết giảm nhẹ đến mức án thấp nhất. Đối với số đối tượng truy nã mà đặc biệt nguy hiểm thì khi ra đầu thú sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Thì trong thời gian tới khuyến cáo số đối tượng truy nã đang lẩn trốn thì nên đến công an huyện Gò Dầu hoặc địa phương gần nhất để đầu thú, để sau đó còn sửa lỗi lầm để sau này để làm lại cuộc đời. Thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả cao, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc cung cấp những thông tin có giá trị. Riêng các đối tượng có lệnh truy nã cần đến cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về sum họp với gia đình, hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi cũng xin được dành câu hỏi cho Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, trưởng Công an huyện Gò Dầu. Thưa Thượng tá,
về việc công tác vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú là một công tác mà chúng tôi cho rằng là cũng khá là khó khăn. Vậy thì lực lượng công an huyện Gò Dầu chúng ta đã có những triển khai như thế nào để chúng ta đạt được kết quả cao ạ? Kính thưa quý vị khán giả, xác định đây là một công việc rất khó. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung công tác, thành lập tổ công tác gồm 4 đồng chí, tập trung công tác xác minh, vận động, truy bắt các đối tượng truy nã, chủ động xây dựng kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trong xác minh, vận động, truy bắt đối tượng truy nã, chủ động nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự, nắm về tính chất hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm, nắm rõ sở trường, sở đoản, sở thích của từng đối tượng, dựng lại các mối quan hệ đồng phạm, quan hệ bạn bè, thân nhân của các đối tượng bị truy nã. Khi có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, dù ở xa hay gần, trong hay ngoài tỉnh, cũng phải phân công lực lượng trực tiếp xác minh và vận động đầu thú trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện viết thư kêu gọi đối tượng ra đầu thú được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, phân công đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện cùng cán bộ trực tiếp đến gia đình, người thân, bạn bè của đối tượng truy nã, vận động đối tượng ra đầu thú. Để vận động đối tượng truy nã ra đầu thú không phải chỉ vận động 1-2 ngày, mà là cả một quá trình phải thường xuyên, liên tục, phải kiên trì trong vận động, làm sao thuyết phục, tạo được lòng tin của gia đình đối tượng để gia đình tích cực tìm cách liên lạc với đối tượng, giải thích và vận động đối tượng ra đầu thú. Thưa đồng chí, theo đồng chí, đâu là yếu tố quan trọng để công tác vận động truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả cao? Và công tác vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú có ý nghĩa ra sao trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ? Yếu tố quan trọng trong việc vận động kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú là cán bộ vận động phải nắm vững kiến thức pháp luật, giải thích rõ tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của đối tượng, khung hình phạt, loại đầu tội phạm, ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Phải có tinh thần cầu thị, trách nhiệm, kiên trì, khéo léo, tông tuyên truyền, vận động thuyết phục, giúp nâng cao ý thức tự giác của người thân, bạn bè của đối tượng để cùng hợp sức vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Khi vận động đối tượng truy nã phải giải thích cho gia đình và đối tượng hiểu được pháp luật luôn mở lối cho những người biết quay về nẻo thiện, đường ngay, không thể lẩn trốn mãi được vì lệnh truy nã là không có thời hạn. Đối tượng phạm tội bị truy nã khi ra đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, có thể được bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Khi xét xử, Tòa án Nhân dân xem xét tình tiết đầu thú, khai báo thành khẩn, xét giảm mức án đến mức có thể thấp nhất. Việc làm tốt công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú góp phần nâng cao hiệu quả tiến độ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Làm tốt công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú còn ngăn chặn các đối tượng truy nã có thể thực hiện hành vi phạm tội mới, qua đó góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú hiệu quả góp phần tiết kiệm sức của, sức người và thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Vâng ạ. Xin đồng chí cho biết là người phạm tội đầu thú thì có thuộc đối tượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật hay không? Và người phạm tội ra đầu thú thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người này được tính cụ thể như thế nào ạ? Theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 có nêu, khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. Và tại điểm S khoảng 1 có nêu người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra còn nhiều nội dung khác và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
được quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự mà người phạm tội đầu thú có thể được hưởng khoan hồng. Như vậy, người phạm tội đầu thú là một trong những đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 27 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, thời hiệu được tính từ khi chấm dứt việc trốn tránh. Như vậy, người bị truy nã phải bị truy nã cho đến khi bị bắt được. Do đó, khuyến cáo các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vâng, thưa đồng chí, trong quá trình vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những trường hợp để lại ấn tượng rất sâu sắc. Xin đồng chí có thể chia sẻ một vài trường hợp đặc biệt đến quý vị khán giả được biết không ạ? Vâng, thưa quý vị, trường hợp đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình vận động đối tượng truy nã ra đầu thú đó là trong năm 2023, Công an huyện Gò Dầu có truy nã đối tượng Lại Thị Ngọc Trầm, sinh năm 1997, ngụ ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Tóm tắt hành vi phạm tội, vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2022, đối tượng Trầm bán ma túy cho các đối tượng ở karaoke Thảo My thuộc thị trấn Gò Dầu. Cán bộ đã kiên trì, khéo léo, động viên, chia sẻ, giải thích gia đình đối tượng Trầm hiểu được chính sách khoan hồng của pháp luật. Từ đó, gia đình của Trầm đã tin tưởng cung cấp thông tin Zalo của đối tượng để hợp sức cùng cơ quan công an vận động thuyết phục cho Trầm hiểu việc làm sai trái của mình ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Được gặp gia đình, gặp con, gặp cha mẹ và có cơ hội làm lại cuộc đời. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2023, đối tượng Trầm về Việt Nam và đến công an huyện đầu thú. Thế vâng ạ, xin được cảm ơn một cái tình huống chia sẻ rất là cụ thể, và quý khán giả cũng sẽ hiểu hơn về những cái khó khăn cũng như là những cái hiệu quả trong công tác vận động người truy nã ra đầu thú ạ. Vâng, thưa đồng chí, để công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó thì có công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả cao, thì lực lượng công an huyện Gò Dầu đã có những định hướng như thế nào trong thời gian tới ạ? Thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả cao, thì lực lượng công an huyện tiếp tục làm tốt công tác trinh sát, nắm tình hình, triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đấu tranh phòng chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, cùng với sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc cung cấp những thông tin về đối tượng truy nã, qua đây công an huyện Gò Dầu yêu cầu các đối tượng có lệnh truy nã khẩn trương đến cơ quan công an nơi gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật của Đảng, Nhà nước, sớm trở về sum họp với gia đình, hòa nhập cộng đồng, có sống có ích cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí. Kính thưa quý vị khán giả, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng trong sáng, cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng, một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc, một mẫu mực tuyệt vời về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm. Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản có giá trị vô giá và bền vững. Hơn lúc nào hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một việc làm quan trọng và cần thiết được triển khai sâu rộng trong các đơn vị. Đối với lực lượng Công an Tây Ninh, qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giáo dục, khích lệ cán bộ, chiến sĩ công an tự giác tích cực học tập, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Đó cũng là nguồn động lực mạnh mẽ, cổ vũ các phong trào thi đua, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an Tây Ninh. Xin được trân trọng cảm ơn Đại úy Lâm Thế Trường, cán bộ Ban Thanh niên Công an Tây Ninh. Và xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, trưởng Công an huyện Gò Dầu. Cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia buổi tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.